Nhất. Đang bước tới. Tôi xin anh. Tôi sẽ làm mọi chuyện. Nếu được thả giận, anh muốn tôi ở tù cả đời cũng được. Hay là anh muốn lấy mạng tôi cũng được. Tôi chỉ xin anh đừng đặt tôi về. Đừng có lên giọng á. Cái này chặn lại. Tôi ở công an đó. Cô là ai? Đây là nhà của tôi. Giấy tờ chứng minh đâu? Ba cô đã cầm căn nhà để lấy tiền bồi thường cho nạn nhân thay cô. Tội hơn là ông ấy đã cầm cho đám vay nặng lãi nên đã bị tụi nó lấy luôn nhà. Và tôi đã mua lại từ tay tụi nó, chỉ để đợi đến ngày hôm nay đập nát nó trước mặt cô. Xin anh, đừng đập căn nhà. Đập đi! Đừng! Tôi xin anh đừng đập căn nhà. Tôi sẽ lập tức đi tự thú. Lại không lại hả? Làm thôi chứ đừng có tức. Tôi sẽ lập tức đi. Cái tay em dài hơn mà. Mày em chụp lại. Anh chụp nhanh lên. Anh biết chụp bôi, anh chụp. Tôi bỏ xuống đi cho cái xin nha. Để đi làm gì vậy? Hả? Đó, đúng rồi. Quăng luôn cái ba lô. Đây là nhà tôi, không được đập. Tôi sẽ lập tức tiền thức khốn. Chấp lại được không? Nhanh lắm á. Rồi, em nhanh quá. Xin anh đừng đập căn nhà này. Tôi sẽ làm mọi chuyện để cho anh được thả giận. Anh muốn tôi ngồi tù cả đời cũng được nữa. Hay là anh lấy mạng tôi cũng được. Lần trước khi cầu xin tôi cho cơ hội được chăm sóc ba cô cũng đã nói như vậy. Tôi sẽ cho cô một cơ hội. Sau 3 ngày, đem 5 tỷ tới đây. Mà 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. Đăng ký ngay VionVip để xem trọn bộ và độc quyền chất lượng 4K không quảng cáo.